something. Nấm nộm của em ngon lắm. Ngon đấy nhỉ? Đẹp đấy. Màu thì đẹp mà chị biết có ngon không, anh thử xem. Ý dạ, dẫn nhỉ. Ớt hơi cay tí. Món này là này sao ngon nhỉ? Nguyên màu lắm. Ngon. Ngon ngon nhỉ. Anh ăn thử món nộm. Ngộm nhưng mà phải ăn với tí lạc. Đấy. Ngon cực kỳ. Ngon đấy. Thơm mà nhỉ?
cay cay ngon ngon. Chua chua ngon. Vừa. Thơm mỡ nhỉ? Vậy thế cho ít nước mỡ. Thơm đấy. Cái này ngọt đấy nhỉ?
Thank you.
đậu rắn, đậu rào. Đâu, đâu luôn mấy người kia. Các bà phải lấy, ta phải lấy luôn. Cái củ gì? Mai giờ có cái chẳng kia. Mai có cái gì đấy ạ? Có gì đấy ạ? Dạ, của chị bác tháng 2 vậy ạ? Đẩy đi bác ơi! Phải bác ơi! Bác ơi! Bác ơi! Đấy cân à? Vâng. Cái một cân thật mà. Đấy bác ơi. Hôm nay bà xây vật cho con này. Đổi 2-3 cân nhãn. Lấy bao xem rồi. Bà mấy cái kìa rồi mấy ngày mấy kìa tôi kìa. Thẳng ra đi rồi. Rẻ mà. Rẻ mà. Các con có những mua mà không có. Ngân hết thì ngân bôi vào mồm ngân đấy. Bác ơi, bác hết ra. Khoai này bỏ tung. Chỉ có bạch đấy. Chữa bạch mà. Chỉ có đậu rắn đậu nào. Mấy quả cà này. Khoai này có khoai gì ấy? Quả đây mất, ăn một cái quả. Đây này, nó mới là đẹp chứ. Ơ, chết ra ăn chả. Hai quả chị quay lần nữa ra. Nhìn nó đẹp, giờ cứ nhìn. Ui, ở trong nó nhiều nhựa lắm. Dạ. Cây nó to quá. Cái này chứ sách cây. Cái này là cái gì em? Cái này à, không ăn lợn mình mang lên đâu. Mà không phải mua lợn đây đâu. Đấy, mua ngay chỗ chân ấy, chỗ đường lên khe khao ấy. Mua ngay dưới mà. Chặt mạnh. Đoạn này là để em hai sau rồi. Con đi qua trong kia mà. Từng khoảng này. Về tên đề này. Khoai trong xe mới. Tên mà đi. Tên mà đi. Tên mà đi. Tên mà đi. Độc là chỉ độc á. Có ngứa. Tôi nhừ thì cái không ngứa đâu. Được chưa? Vâng ạ. Chặt tốt củ này cho nó tiện đi. Đây lấy củ to này mới thích nè. Đây. Đây. Nói. Hai cháu. Về nóng ấy cũng vậy. Đi cháu ơi. Cứ thế là con bây giờ đi bán mổ rồi. Mua gì đấy chị ơi? Vâng. Hết cái này đi. Bây giờ mới 8 giờ mà. Vâng. Để em lấy hôm nay của này đi. Ăn được đâu rồi, lấy là béo rồi.
cân rưỡi ạ. Có mới một phủ. Đấy còn những đàn ta đi xe khách thì cứ sợ một tó thôi. Đã chữa bệnh luôn cho Hoài. Ơ chị Hoài đấy nhiều á. Đặc trị ngứa mồm này. Hai cân. 20.000. Này. Đặc trị ngứa mồm cho Hoài đấy. Ăn cái đủ mềm. Đây đứa nào nắm mồm thì cầm để vào đây này. Đặc trị là người... Thank you.
Em làm gì Hương? Em đang làm giàn. Anh hồi em làm với. Ừ. Trẻ cây xong rồi. Còn trẻ cây nào không? Mùi đau rồi. Em cắt đấy cho anh một nhé. Cái tay dài. Nước đưa. Anh ơi dây này. Đúng rồi, đưa đây. Thank you.
ảnh này không? Đại cảm xây anh vừa đi làm rồi chị có một nhìn thấy anh đâu. Đơn hai em tính hết cân đơn này. Em xin nhắc này, dưới anh lên nếu em mua đông. Ăn giòn mà, để cho trẻ con ăn. Chú ơi,
Ê, bán cho bán đi. Ông ở lúc ón kim cho đẩy đi nha. Mua đi, mua bán rẻ đi. Mua em mà bán. Rẻ như cho đi. Ừ, rẻ như cho đi. Cái đấy một túi à? Một cân à? 1.000 đúng không? Quá nắm nữa, chắc cân chiên rồi đó, hậu á. Bán là nó. Bán bán mà. Ê! Ăn ngon mà. Bán thêm ăn phải đi. Vâng. Chú ơi, cháu chọn đi. Giờ có quả hồng rồi. Thế nhìn nó màu nó xấu nhưng mà nó ngọt lắm chú ạ. Chú ăn thử xem, ngọt hơn của cây khác luôn ấy. Có hạt à. Thank you.
Thank you.
mấy nghìn à? Mấy nghìn à? Mấy cân? Thank you.
Cua ngon không? Mai là làm con cua to. Phan lấy cái bụng nó đây. Mai là nó dí vào nhá. Giòn mà nhé. Bảo ơi, lên dưới mày cho Bảo ăn mới.
Thank you.
cần 10.000 hai quả. Có bạc quá. Ôi, 10.000 bạc. Ôi, sao được rồi. Chả biết có ngọt hay không. Con lấy cho cái quả nó xanh này chị ạ. Là không ngọt đấy á. Cháu biết đâu. Và hỏng hỏng trong cái giấm bắp cơm ăn. Được chị ạ, ngọt. Cháu bán 2 cân. Đi toàn tôi muốn chọn quả vàng cơ, quả trắng cơ. Nó cũng nốt rồi này. Thế. Đấy, ta mua hộ cho đem chọn. Thế các bà cứ chọn, cháu có biết các bà bán. Các cháu mới lớn sao các cụ già của con ta. Đấy, 2 cân, 1 tính 2 cân. Cô giá tiền đi. Tháng 5 điểm, cô có tiền ở đâu? Cháu bóc quả này cho bác thử đã. Đây đây có.
xấu xấu này. Nếu mà quả mày tự bóc lấy. Lấy lại không vui. Lấy lại không vui. 5.000 ngọt mà, bữa nay hai cái này luôn. Quả to này. Nó cái vỏ thôi bà. Không bên trong nó không giật đâu. Nó sướng thế thôi. Mở quả ra biết thơm phép rồi đây. Không, cô không ăn nhiều đâu, cô chỉ ăn có ngọt. Mấy quả này của cô. Sạch đấy nhờ, vâng. Cái sâu này là yên tâm. Nhưng mà nó ngọt anh ơi. Nhìn nó xấu xấu rồi. Vâng. Cân của bác kia. Đây, nó để đây luôn. Cân của ai đấy? Thank you.
Cô đá đấy. Làm gì thì hay là Việt Nam.
Thank you.
Thank you.
thơm cho đấy. Thank you.
không có là tham là thâm đấy. Có cái túi xanh cho bạn ấy chín chưa? Tân 2 nữa. Tân 2, 2, 6, 12. Bao nhiêu con đưa đấy cháu? Em thảo giá 8.000 một tấn. Được rồi, giá tiền đi. Đấy, con cân từ cái này các bạn. Vâng, ta ra xin đi 40.000. Em đưa nào ngon hơn nhỉ? Sao vừa lại đưa lại cái gì đấy? Đưa cái gì? Có kia là trước kia thì tôi đưa cho tiền 40.000. Nó bảo thiếu con hàng 5.000. Nhưng mà kỳ tình cái đấy là 20.000 để cho mày ạ. Đưa cho mày 20.000 đấy. Đó, mày đưa 40.000. Mày đưa 40.000. Đó, mày đưa 40.000. Đó, mày đưa 40.000. Con cười đi. Báo báo chú gái đi. Báo ơi, nhìn mà con gái nó quay trong đồng vườn luôn là được, sao lại luôn. Quang bác làm sao? Quang bác làm sao? Thế nào cũng nên ăn bổ đi ăn. Quang của vợ Quang bác làm sao? Mày ngu thế. Ăn thử xem. Đây nó mới là chín này.
đấy. Đây cái là chín cái lụa này. Quả là chín à? Ngon không nhỉ đây? Ngày hôm còn thôi. Thế nào? Đồ ngon gà ăn chứ không ngon gì. Nhà nó thằng ra thì ăn. Bao nhiêu một con em? Em bán cho bà, chúng ta phải cho đưa bỏ ra đấy thì đấy. Cái bỏ thế này ngon rồi. 100.000 một cân à? Quá. Thế thì lấy một cân. Một tay bên tử đấy. Ăn mát thật đấy chứ cần gì phải ấy đâu. Cái này lấy bọc à? Cho bà ba quả này. Bao nhiêu? 10.000
căn cước bằng lái xe để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ xe đèn không bị mất nát. Chúng tôi sẽ đến sở em bán đi qua lấy ngay hết tài căn cước. Chúng tôi mua tất cả các loại chìa khóa nhà, ô tô, xe máy và tất cả các loại chìa khóa khác. Đây các chìa khóa đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày nhiều ơi. Mình á. Mày mà đi cho tối nữa. Cái đồ. Đơn giản đó. Chúng mày vô đi của quá rồi.
cái tiền đấy. Đây mày kia chiếc tự giảm đó. Hỏi luôn con rồng là con gì luôn? Rồng là con nu vai, nu phúc, nu vai. Ờ, nu vai đó. Quét khác. Đi đâu mà.
ăn tua này ăn cọ. Cái này mình nhạc ó nó là gì sốt thì chết thì cần nó là. Mẹ nhạc ó nhưng mà chồng hắn hô tát cả hai cái linh á. Hô kiến báo lừa gầy nhấn nữa. Mình cứ bảo là tiện xe qua đấy cái gì thấy anh gọi. Mà tóm. Là bà lắm cái tao mới để như phán này. Ông bà mày hát điện có đấy. Cái này là mì lưu hơn cái đơn liếu. Mì lưu thuê hơn cái đơn liếu. Cái này chắc mưa ông cần nước nước chuẩn nó khác và lá. Thế mẹ hé lạ, thôi mấy tụi con không gặp được kia rồi. Chập mạch đấy, ăn tuần này nè ơi. Anh tuần này đầu là tát tát ông nhàng. Không sao bảo sao, chỉ ngồi đảm chép thương. Còn nưới 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 làm cái này. Mấy tông huống đây. Móc mà có nghĩa là cái mùi cơ.
cho thấy là chung căn mới xin ấy. Năm cách. Vô trên là ba móc ba phải. Đúng là chứ ông bổ là hẳn. Mất cuốn nữa lắm. Đúng hả? Đó, chứa cái này. Ông bà hãy nốt. Cho mình tiền thịt tây bắc này. Tiền thịt tây. Không chịu. Tôi bái cho góp rồi cho ốc. Ổ bái để hả chiều đi bác. Rồi hồi kết hồi lâu thì hả chiều tay lý nữa nè. Nó thích. Tỏ tôi thiếu mặt ti. Hai anh kế ra. Ôi to lắm rồi. Ôi cho cuộn thịt như à. Mua tóc lắm. Cái kiểu em trông té vào không? Vịt luôn đấy. Bay loài nữa cơ ơi. Râm không ngủ bà râm nhà bà tinh râm. Ông bảo xuống là ông đó mê gì vậy? Con đưa mình đi lấy bài này mà. Đâu hết cửa không? Hả? Tôi đi đám bên trong cà rộn cái ống. Là hả? Nó ở đây. Mãi cà rộn. Ở đây đóng nha. Ông bà. Tôi đã Thank you.
phim thì phải giả cả tiền. Hài lắm, nó quay.